Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên, cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Ừ. Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao sao lý do sao? Lý do là em cưới vợ ba. Chia sẻ với em cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có làm sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Còn ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà gọi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, quậy luôn. Không có luôn. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hoàng Khải, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ khách sạn ở Phú Quốc, Kiên Giang. Và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. Mời em. Dạ lời nói đầu tiên xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc, Kiên Giang. Bây giờ mời hai em hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các bạn nảy nở ra sao? Dạ thì hai chồng em tính ra quen nhau bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Nhưng mà Khải, ai là người chủ động như viết thư rồi? Dạ em nhớ chắc là em. Tụi em thì học chung với nhau á nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị. Thì ảnh viết thư, nhét viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập. Gửi cho em, em xem. Trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước, anh tặng cho em trước. Xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho. Xong rồi giờ ra về anh ruột theo em, anh xin, anh đòi mà em. Mới là... lớp 6 rồi đó hả? Cái mối tình của em ở lớp 6 á, bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn có cái gì nữa không? Dạ, thật ra thì lớp 6 không chơi nữa. Xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học với là học không chịu học á nên là uống cà phê đó đây. Dạ nên em thì em không thích lắm, cái hai chồng không thích nhau cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích lại cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, cái hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm. Tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó. Nhưng mà cũng... vô nghĩa trang làm gì? Dạ vô nghĩa trang thì lên nó hóng mát nhìn cái view của thị trấn, cái khung cảnh của thị trấn. Cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau. Dạ. Sau đó là sau đó nắm chia... được tay rồi đạt được mục đích rồi nắm tay rồi là thôi rồi là hết mưa đi về nhà. Sau đó có nâng chuyến cấp địa điểm không? Dạ có ở nghĩa trang hoài. Dạ có nắm tay xong là sau đó chia tay luôn. Thật vậy em nội? Dạ chuyện tình tụi em nó ly kỳ lắm, lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa do em tính em hơi bay bớm tí có bồ mới. Dạ đúng rồi, nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm. Em có bạn gái mới, em dẫn ra nhà vợ em chơi. Có Thảo có bạn trai không? Dạ có. Có luôn, rồi dạ. Có kể cho bạn này nghe không? Dạ có, cũng có kể đi luôn. Chơi chung. Đứa thân nhau quá. Anh cũng có bồ. Lớp 9 là chia tay nè. Dạ, chia tay mấy bao lâu? Dạ đến lớp đầu năm lớp 12 bắt đầu hai đứa quen lại với nhau. Ừ. Sau quá trình chơi thân là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn. Là lớp 12. Dạ. Nắm tay là lớp 9. Dạ. Lớp 9 nắm tay rồi hung đầu tiên là dạ thì là cái 2008 đó là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hung nhau xong là quen lại chính thức luôn. Hung ở đâu? Nghĩa địa hay chỗ? Dạ không, hung một điểm. Một điểm nó lãng mạn hơn là ngoài bãi biển. Hẹn thì bãi biển cho nên dính. Đúng không? Nghĩa địa là nghĩa địa là ai nữa. Rồi lên tới sinh viên thì sao? Cái mối tình sinh viên của các bạn như dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là sắp chia tay luôn. Ông này ông bay bướm thì sao? Không quen mấy cô. Dạ thì khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa. Thì ảnh ở Cần Thơ, em học ở Hậu Giang. Thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á. Rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia, không thương em nữa này nọ gì đó. Rồi xong em hỏi ảnh có không? Ảnh nói cũng có. Xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được. Ông không chịu đúng không? Ảnh không chịu. Thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau mà là em, cái tính em là em thích giao lưu bạn bè. Ở đó vợ em chưa có lên với em học. Ở đó em buồn, em học kiếp xá em buồn. Mà giao lưu với con gái không à? Đúng không? Dạ, giao lưu với con gái không à? Đi chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn. Không làm gì mà chắc phải là mà dùng, em không chia được. Dạ. Khổ nhục kế luôn. Đúng. Thì đó để anh nè. Dùng khổ nhục kế, anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp. Anh đạp xe đạp từ Cần Thơ xuống tới chỗ em học. Bao nhiêu km? Mười mấy cây số ha. Yeah, 12 cây số. Mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? Đạp mỗi ngày, giống như là sau khi anh đi học về 4-5 giờ anh đạp xuống.
trời năn ơi nỉ em là thôi, nó là không bạn anh thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ, ảnh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay anh xếp cho em đó. Dạ, 1000 con hạt giấy. Xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia, xong sau này mình học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân. Đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay được. Rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm dạ, thứ mấy? Dạ, cầu hôn thì khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em. Là nay lấy nhau được con gì cũng 3 năm hả? Dạ, 3 năm. Rồi, bây giờ nè, cưới nhau thì cho hỏi nghe cái đêm tân hôn hay có gì đặc biệt không? Dạ, đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. Ba năm hai đứa. Ba năm hai đứa. Bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu ảnh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ, nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết, mà anh làm phải sạch thì sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy ảnh nói cái gì đó xong anh cười cười, nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên lắm. Mà cái đó không phải tật xấu, xấu kìa. Nào cố tình mớ kìa mới là xấu. Dạ, xấu. Rồi ảnh nóng tính đó, cái đó đó, cái đó. Mỗi lần nóng tính như thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á, nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi nó quậy mà ảnh nói không nghe là nhiều khi ảnh nổi nóng lên là ảnh la con, rồi nhiều khi đánh con luôn. Đó là xấu quá. Rồi tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi chứ ngoài ra là chỉ có gì như cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính thôi đúng không? Rồi tới em đó Khải. Tính xấu thì vợ em ít. Chỉ có cái những cái nhỏ nhặt, ví dụ như thói quen từ hồi còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng, kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm, do đó là kéo em theo em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng. Dạ, tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. Anh ơi, anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này, nữa là ở nhà ai cũng sợ vợ em chứ. Là biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đồng đỏng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè ngoài xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên, cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao lý do sao? Trời, sao lý do là em cưới vợ ba. Anh chia sẻ với em cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có làm sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Còn ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà gọi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, quậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi, nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á, không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi, bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy bạ mà giờ. Trời đất ơi, rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nói nghe này, xong đi bác sĩ, tại nó giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó, rồi ấy, rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó, thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa không? Dạ cũng còn, giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt nên lại. Bớt lại. Tại vì nó cứ điều độ là hết quá. Là hết nóng tính, hết nóng giận. Có nghĩa là vậy nè, quá cực cái thân. Dạ, em hiểu dạ. Không? Vừa chăm hai đứa nhỏ rồi dạ. Quán xuyến chuyện gia đình á. Dạ. Nó mệt mỏi, nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa, nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi. Dạ. Chứ cái thể xác của em, cái cơ thể của em á, dạ. Em vẫn là người phụ nữ, thành ra em không có được đồng đều. Dạ. Thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy, nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả dạ, lên. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc, nhờ chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con thôi. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này, đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe bác sĩ tư vấn nghe. Xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ.
Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới bỏ dưới Phú Yên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có lắm. Cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Đẹp lắm. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này. Trời, đâu, chảnh không lắm để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó đó là phòng tới ba người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng. Nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Đúng có hỏi gì đâu mà nó không có gì đâu. Đúng không nào? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia. Gửi qua cái người này ai về dính người nào. Người tính không bằng trời mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đi vợ em lận. Mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng. Nhắc cự ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi hai đứa có thường xuyên vai tạng nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì không nói ánh mắt va chạm nhau, ánh mắt va chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái. Không, lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh theo hoa lăng nhăng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản không có cho em quen luôn. Có lợi ghét ông này ra mặt. Trời ơi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Yeah. Lúc đầu là thân hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tao vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh có phát hiện nữa. Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ anh để anh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc đó anh ở đầu phòng em ở cuối phòng. Ở lại thì sao nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em này không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện gì là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, anh em không có biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ông ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô trong đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không chị. Đánh không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn định xíu đó. Em mới nhờ luôn ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó, của em. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la vậy đó. Phải cảm ơn cái bằng kiểm điểm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo đó luôn chứ. Mặc loài đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm.
cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Dạ. Vậy là từ trước tới giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Nè, nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái chặng mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Dạ. Đầu tiên, thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Dạ. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì á bớt lén lút lại nói từ từ mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em rồi mới lòi ra. Ông thế cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó, bởi vậy thay vì đáng nghĩa người ta phải nhắn tin thường xuyên nó nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi mày chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có. Dạ, anh có trời sao phần có thể chưa khí thế cho đến cái phần này nó vỗ tay cái nào em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa, kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì Vinh hỏi, gì Vinh hỏi luôn đi. Chị mời em, Vinh quá. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Em 26, chồng vợ em 24. 26. Em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm, tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn? Đó, ý anh là vậy đó. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Nó để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm trước tân hôn hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ, tại vì á trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Dạ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ, mà vợ kêu thôi anh đi theo ba mẹ đi, hôm nay em bị bệnh rồi. Là coi như không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn. Không, dạ, ngủ luôn không. Em kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong cũng... rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không, chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ra sức ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho? Dạ. Nói chung cũng có xin là gì. Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng nữa hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là
bị gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quát em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái hỗ chế là lấy hai tấm mắm cho ông kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không nên được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Không biết nói gì hết. Một bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả lúc nào. Mỗi lần đi xe trên đường á anh, thở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết. Dạ đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng đó mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức, vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh ảnh vậy. Anh đâu có biết đâu. Rồi, em đâu, đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình vương quá không có xét được tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này thôi, bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn. Rồi gì? Nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thải bơm đi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Không lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tất đối luôn. Đối với anh đó là niềm vui mà. Vui vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nó giả cười quá đó. Không có miếng đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rồi em dạ. Về thử đổi rau cho ăn coi. Rồi còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe. Lỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên. Vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi, đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn tụi em mình dung không? Hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á, để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà 4 người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em. Xin cảm ơn hai em. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên. Mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi. Em cũng là giáo viên. Tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp mà dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5. Chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Như vậy là hai em là chắc chắn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ, là tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á. Tụi em học thể dục.
Thì em để ý ở trong lớp á, thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à, đi học thể dục mà mang đôi giày cao một khúc vậy nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu. Đi quấn cao gót mà nhoi nó là mỏi giò dữ lắm. Quen nhoi là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục, nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà một chút, cho nên mới mang dép cao gót. Ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ổng ẻo, ổng yếu yếu, không có được mạnh mẽ, mà sao ổng viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp. Cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa đẹp. Nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á. Rồi cái ổng xung phong ổng viết. Thì đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ông đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm. Giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy đó cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp. Dạ. Về hình thức với nhau đúng dạ. không? Đó. Ông này thì thấy bà này nhoi, nhoi. Cái này thì thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh. Một chữ ganh bự thì là mình. Vậy thì bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua cậu? Lúc trước thì em thì chơi bóng chuyền. Thì ở trường có tổ chức giải của khoa á, thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ. Dạ. Dạ. Tưởng đâu la mắng. Bữa đó có dạ. đi cuốc cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi không có đi cuốc cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình à. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái giỏi hả? Ông rủ đi coi rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ em đang làm sao đâu thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên người ta cổ động viên còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không được thì em hú 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 lên vậy đó. Thương ơi cố lên, thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Ừ dạ trời ơi dễ rồi mà em đã có cảm tình rồi. Dạ cho nên chắc chắn là để yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng thẳng không? Dạ không, tụi em chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay không lẽ 5 lần tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi mà lý do gì vậy? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi à. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái đâm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa. Cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau. Chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ một... Còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi bánh bóng chuyền để xả két. Còn mẹ thì vừa chăm cháu vừa làm việc nhà này nọ cho nên mẹ cũng két. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa.
cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn, rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ. Cuối cùng mới được 2 tiếng thì kết thúc lên. Cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á. Nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em. Đúng không? Dạ. Đó, như con ruột nghe nhau á, là nhiều khi mẹ bênh chồng hơn, không có bênh em. Tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại à, mẹ lại ôm mẹ, nhõng nhẽo, nói đeo theo, chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi, ghinh mẹ em lên luôn á. Kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Mẹ em là bé Tuyết. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ là một cái bé Tuyết. Dạ. Giận con rồi. Dạ đúng rồi. Và nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm hai đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tiết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tiết lắm. Con yêu bé Tiết nhiều lắm. Rồi, cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy hả? Anh ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá rồi. Dạ. Thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại. Ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chúc ngủ ngon, chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ. Còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, rồi em phải đi năn nỉ lại. Cái đó do em lầy quá, người ta lầy lại. Không mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi giờ. Dạ. Vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên em nói chị vậy? Hình như cái đó bà vợ nào cũng thích được, không phải cái tật đó. Bà vợ nào cũng có tật đó chứ. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó à, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi. Tự nhiên tả chị Vân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Đó. Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị. Ơi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Hoài Thương. Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Thường lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đó. Dạ đúng. Dạ. Đó, biết ngay mà. Chị không phải trong gia đình em, chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cứ giận phong long vậy đó. Giận. Tự nhiên buồn suy nghĩ. Đúng. Sao mình không bằng trái banh gì à? Đúng rồi. Đúng không? Trời ơi, vợ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận với cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giận tiếp. Còn cái tật mà mê tiền á thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em dạ. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu nữa thôi
là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận phong long vô cớ, đúng không? Dạ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. Dạ. Em bớt cái này cái kia nó bớt tiền. Chắc chắn luôn. Dạ. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó ngộ. Nó tỷ lệ thuận đó. Dạ. Thay đổi chút xíu nghe. Dạ. Rồi, dạ. Chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương Hoài như thế này nha. Dạ. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Ồ, hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi, đó chồng quá là dễ thương quá. Trời ơi, không đứng lên em nhận tiền. Ôi, cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời ơi, cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi, ôi dễ thương quá à. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Trời ơi, cảm động.